Kem dưỡng da cá hồi CRE8 Skin Salmon Oil Cream 80g Hàn Quốc. Kem dưỡng da cá hồi CRE8 Skin Salmon Oil Cream là sản phẩm gì? Nếu bạn mong muốn có một làn da trắng mịn trẻ trung, mềm mại, sạch mụn ẩn thì kem dưỡng da cá hồi CRE8 Skin Salmon Oil Cream là sản phẩm dành cho bạn. CRE8 Skin Salmon Oil Cream đã nhận được giải Hi Seung Awards 2016 danh giá tại hàng giải thưởng dành cho các hãng có sản phẩm tốt và được khách hàng bình chọn. Thông tin sản phẩm: thương hiệu CRE8 Skin, sản xuất tại Hàn Quốc. Công dụng: làn da sần sùi, thô ráp trở nên trẻ trung, mịn màng, trắng trẻo. Cung cấp độ ẩm sâu cho da, tăng độ đàn hồi và sức đề kháng cho làn da. Mùi hương không mùi, dung tích 80g. Hướng dẫn sử dụng ngày 2 lần sáng tối sau bước serum. Chú ý không thoa kem lên vùng da kích ứng hay bị tổn thương. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu vào. Thành phần gồm dầu cá hồi, trứng cá hồi, tảo biển, rau má. Astaxanthin có tính năng chống oxy hóa vượt trội hơn vitamin Q gấp 150 lần, giúp da căng mướt mịn màng. Acid nước lysine, DNA, làm chậm quá trình lão hóa gấp 20 lần so với tinh chất có trong cá biển. Ngoài ra còn chứa những axit béo thiết yếu trong omega-3, DHA cộng EPA, giúp da luôn giữ được độ đàn hồi, trong trẻ. Kem dưỡng da cá hồi CRE8 Skin Salmon Oil Cream giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo, mịn da, hết mụn ẩn, chống lão hóa cao, làm trắng da, làm đều sắc tố da, tăng độ đàn hồi và sức đề kháng cho làn da, cung cấp độ ẩm sâu cho da, rất hiệu quả với da sần kém mịn màng, tái tạo da, cho làn da căng bóng, dùng như kem mắt, giúp hết thâm và nám vết nhăn vùng mắt. Hướng dẫn sử dụng ngày 2 lần sáng tối sau bước serum. Sử dụng đều đặn để có làn da mơ ước. Sau tác dụng của sản phẩm nhanh hay chậm tùy thuộc tình trạng cơ địa của từng người.